Thưa Thầy, cho con hỏi. Con vẫn thường nghe câu ăn chay để diệt dục. Hôm qua con xem The Game Changer, lại nói các nhà khoa học làm khảo cứu kết luận là đàn ông ăn chay khỏe hơn đàn ông ăn thịt. Vậy ăn chay hay ăn thịt khỏe hơn thưa Thầy? Dạ thưa đại chúng, nếu mà nói về diệt dục á, là tại vì mình đang chú tâm vô một cái dục nào đó để mình nói. Chứ còn cái chữ diệt dục nó đa dạng lắm. Chữ dục là ham muốn. Như vậy thì khi mà nói á, diệt dục hay giảm dục không có nghĩa chỉ ở hình thức sắc dục, mà khi chúng ta tập tu hành thì chúng ta sẽ giảm bớt đi những cái ham muốn không cần thiết. Thí dụ mình còn ngoài đời ăn cơm xong mặc dù no và không có nhu cầu gì nhưng vẫn thích uống lon bia với cái ý nghĩa là tiêu cơm, nhưng mà bữa nào không có thì khó chịu. Rồi người ăn chay cũng ăn cũng bình thường nhưng không có cái nhu cầu thêm một lon bia. Vậy thì giảm lon bia đó là giảm dục, mà cái dục không cần thiết. Quý vị hiểu ý không? Dục nó có sắc dục, thực dục, âm thanh dục, cho nên nó có tới lục dục lắm mà. Đó, nhiều khi mình thấy cái dáng đi của người đó thôi là mình khởi tâm ham thích rồi đó, gọi là tướng dục. Rồi mình nghe tiếng người đó thôi là mình đã khởi cái tâm thích rồi, là âm thanh dục. Thành thử ra rồi mình thấy cái hình thôi là mình đã khởi tâm. Vì vậy cho nên ăn chay là một hình thức để chúng ta tiết dục, điều tiết, chỉnh đốn. Và cái gì không cần thiết chúng ta giảm nó đi. Và không nhất thiết phải ăn chay mới diệt dục. Ngay cái đời sống này, nếu chúng ta muốn mình có được một sức khỏe tốt, một gia đình hạnh phúc, cái gì mà nó đưa đến hệ lụy khổ đau chúng ta nên bỏ nó đi. Nói là giảm là nói nhẹ, khi mà chúng ta bị ghiền rồi thì kêu bỏ một lần thì khó, thì bắt đầu mình từ cái giảm xuống tới cái hết. Ví dụ như mình có những cái ham muốn mà đã đến lúc tuổi tác nó lớn rồi, mình nên bớt đi để sức khỏe mình được tốt hơn. Chẳng hạn như thuốc lá, mình hút bao nhiêu năm mà hút hoài rồi cũng là tốn tiền, cháy phổi thôi chứ nó chẳng được gì hết. Cho nên bây giờ bắt đầu mình xài kệ nha. Hồi nãy mình nói kinh thì nói kệ nè. Hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần. Bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Vậy thì mình lấy lời kinh diễn thành kệ. Vậy thì kệ này là có khả năng làm cho người ta giảm thuốc. Không, hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần. Bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Như vậy thì mình tiếc đó. Như vậy là mình tự mình ý thức tuổi tác nè. Thậm chí sức khỏe còn tốt nhưng bây giờ tài chánh không cho phép tiết dục. Như vậy không phải đợi tu mới giảm dục. Nhưng mà hễ mà chúng ta giảm dục là một hình thức tu. Tu là gì? Là chỉnh sửa. Mà đâu phải gõ mõ mới kêu tu, đâu phải tụng kinh mới tu. Mà con người chúng ta cái nào dở chúng ta bỏ là tu, cái nào dở chúng ta chỉnh sửa là tu. Cho nên Phật mới dạy trong kinh đó, một người mà có khả năng tu tập là làm gì? Biết sửa cái gì đã hư, biết gầy dựng lại cái gì đã đổ vỡ. Cho nên gia đình mình đổ vỡ, mình phải tìm cách xây dựng lại, đó là tu. Đời sống mình đã tan nát, mình làm lại là tu, chứ không phải chuyện gõ mõ tụng kinh. Tu là mình phải ý thức được cái gì chúng ta đang gặp phải khó khăn và làm cho nó tốt hơn, gọi là tu. Giống như là mỗi năm á, mình ăn Tết mình chùi lư vậy đó. Bộ lư để suốt năm nó đen, nó ố. Bây giờ sắp sửa đến cái ngày Tết, chúng ta lấy bộ lư ra chùi cho nó bóng loáng lên.
thì chùi làm cho nó sạch, nó bóng lên để ăn Tết. Thì cũng như vậy, chúng ta cũng chùi rửa làm cho nó sạch sẽ, làm cho nó gọn gàng để nhà mình được tươi mát. Cho nên mình mới có lễ tắm Phật, lễ Phật đản. Tắm Phật là một hình thức nhắc nhở phải lau chùi, phải rửa, phải làm cho nó sạch để cho Đức Phật hiển lộ, để cho hạnh phúc được có mặt trong cuộc sống của chúng ta. Chứ còn mình không tới tắm chùa cũng tự tắm Phật mà, đâu cần để năm Phật đản rồi bưng tượng Phật ra rồi biểu mình lên tắm chứ. Như vậy thì tắm Phật là một hình thức nhắc mình phải lau chùi, phải rửa ráy cái tâm nhơ bẩn, cái đời sống không được lành mạnh ở nơi chúng ta. Và tự thân chúng ta biết gia đình mình, bản thân mình hư cái gì cần sửa, dơ cái gì cần lau chùi. Tự thân mình phải biết. Cho nên mình lấy hoa mình trang trí để làm mình làm đẹp, vì hoa đó là một biểu tượng của đẹp. Mà con người ai cũng chuộng cái mỹ, cái đẹp. Mà hãy cái gì đẹp là cái đó được trân quý. Một con người sống đẹp, người đó được trân quý. Cho nên Đức Phật được chúng ta tôn kính là vì ở nơi Ngài có đủ ba đức: tịnh đức, bi đức và trí đức. Tịnh đức là cái phong thái của Ngài, nhẹ nhàng, điềm đạm. Bi đức là lời nói, ngôn từ của Ngài dễ nghe. Trí đức là Ngài có cái tâm hiểu biết, lân mẫn, thông cảm cho chúng sanh. Cho nên vì Ngài có đủ ba đức thì mình mới kính Ngài là Phật, là bậc giác ngộ, là bậc thầy. Thì chúng ta là những người đệ tử Phật cũng học đòi, cố gắng được ba đức đó. Nó mới xứng đáng cái câu mà chúng ta tụng trong cái bài sám khánh đản ngày hồi sáng này đó: học đòi đức tánh quang minh. Ai nhớ câu đó không? Học đòi đức. Chúng con nguyện dứt bỏ vọng dục tình hoang ố, học đòi đức tánh quang minh. Tại vì chúng con nguyện dứt bỏ dục tình hoang ố. Có những cái chúng ta muốn, mà càng muốn nó chỉ làm cho khổ thêm chứ không có hạnh phúc. Vậy thì cái muốn đó là cái muốn của đi xuống. Còn có những cái muốn đó đi lên, cái mà đi xuống ta gọi là dục gì? Dục hướng hạ. Còn có những cái muốn làm cho mình tăng thượng gọi là dục hướng thượng. Ví dụ như mình muốn tụng kinh cũng là muốn đó. Muốn ăn chay là muốn đó. Muốn giúp cho người nghèo, muốn giúp cho các bác lớn tuổi, tất cả đều là muốn. Nhưng mà đây là dục hướng hướng thượng. Còn có những cái dục hướng hạ, nó sẽ làm cho gia đình mình đổ vỡ, đời sống mình sẽ dở và khổ hơn. Cho nên dục bản thân nó cũng chưa chắc đã là sai, nhưng mà quan trọng là dục cái gì, dục hướng thượng hay dục hướng hạ. Và bản chất của chúng sanh là dục, là muốn. Nhưng nếu chúng ta tiết dục, nghĩa là muốn đủ thôi chứ không muốn dư. Thí dụ như bây giờ mà chúng ta quần áo giày dép, nếu nói đủ, mình đủ không? Mình có đủ không? Nhưng mà bảo đảm nhà nào không có người nào mà gọi là đủ, mà toàn là dư. Đi lên đây chiều nay đi chùa đây cần có một đôi giày thôi, thì mang cái đôi giày đó thôi, nhưng mà ở nhà còn 10 đôi. Vậy cái 10 đôi đó là dư. Mà cái nào dư là cái mình muốn, còn cái mình cần á, là chỉ một đôi. Vậy không? Cho nên mình tu á, là mình sẽ bắt đầu biết nhìn. Thôi bây giờ chỉ lấy những cái mình cần, mà không thêm những cái mình muốn. Tại vì mình muốn nhưng mình không có xài bao nhiêu, và thôi để dành lại cái đó, để dành cho người khác. Tự nhiên mình biết cách sống như vậy nó đỡ liền. Thí dụ nãy mình ăn no rồi, nhưng thấy nó ngon quá mình muốn lấy thêm phần. Nhưng mình nhìn lại mình thấy còn rất nhiều người tới đây, có thể họ chưa có ăn, thôi để một phần đó lại, là người sau ta có người ta ăn. Mình vẫn có quyền lấy phần đó, nhưng cuộc sống nó sẽ đẹp hơn nếu chúng ta biết dừng lại cái chỗ mình muốn, để nhường cái đó cho người khác người ta cần. Nếu mình lấy cái đó thì nó thành cái muốn của mình, mà mình để lại cái đó thì cái đó là cái cần của người khác. Như vậy thì quan trọng là ở cái chỗ chúng ta thổi vào đó cái tuệ giác của mình, phải vậy không? Bây giờ mình đủ rồi, mình lấy nữa thì cái đó được gọi là cái mình muốn. Nhưng mình để lại đó đi, người khác ta cần ta lấy, tại vì ta không có. Như vậy bản chất của cái đó nó không hề có dục có gì trong đó hết á. Quan trọng là cái cách mình sử dụng nó như thế nào. Thế mình lấy thêm thì kêu là muốn, mà để đó cho người khác khi người ta cần thì gọi là
cái người ta cần. Cho nên nhu cầu và cái mình muốn, hai cái nó khác. Cái mình cần và cái mình muốn nó khác. Cần thì không bao nhiêu hết, nhưng mà đa số mình muốn nhiều hơn cái mình cần. Và khổ là bắt đầu từ cái chỗ muốn nhiều hơn cái cần. Mà còn mình lấy vừa đủ cái cần không đến nỗi. Phải vậy không? Dạ. Cho nên tu là không riêng người ăn chay mới diệt dục, mà ngay trong đời sống của một người Phật tử, chúng ta phải ý thức về dục để chúng ta không để dục lôi kéo. Chúng ta phải ý thức dục để chúng ta không bị dục lôi kéo, chứ chúng ta không hết dục. Khát nước là muốn uống nước nè, đói bụng là muốn ăn cơm nè, thấy bộ đồ đẹp vẫn muốn mặc mà. Nhưng mà chúng ta nên tập dục cái mình cần hơn là cái mình muốn, thì ngay chỗ đó hạnh phúc sẽ có mặt, bình an sẽ có mặt. Xin Thầy cho con hỏi, nếu như mình làm sai chuyện gì đó, giờ mình đã sửa sai thì có tính là có tội không? Này muốn muốn làm gì, muốn trả giá. Thưa đại chúng, quý vị nhớ bài kệ này không? Tội từ tâm khởi thì sao? Đem tâm sám. Câu đầu phải không? Tội từ tâm khởi đem tâm sám. Như vậy tất cả tội từ đâu? Từ cái tâm. Mà bây giờ ý thức được tội thì cũng cái tâm đó, mà dừng cái tâm đó lại, dừng cái tâm tạo tội đó lại, thì bây giờ nó chuyển hướng. Giống như mình đang trên chiếc xe nè, mình ngồi chiếc xe mình lái trật đường, ý thức ô mình đang trật đường, đâu có nghĩa là bước xuống xe đổi xe khác, cũng chiếc xe đó, mà chúng ta làm gì? Quay xe lại. Xe này đi trật, quay xe lại. Thì cũng thế, tội từ tâm khởi đem tâm sám. Cái câu thứ hai là tâm được tịnh rồi thì sao? Tội liền tiêu. Như vậy thế nào gọi là tâm tịnh tội tiêu? Tâm tịnh nghĩa là tâm mình không còn muốn, không còn khởi nữa. Không còn khởi nữa thì bây giờ cái đó nó có trước mặt mình vẫn không xâm phạm. Tâm tịnh rồi, tâm được tịnh rồi thì cái tội của tương lai nó không bị nữa. Thì tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Như vậy thì khi chúng ta làm cái sai, chúng ta không cần phải bỏ thân này, mà chúng ta hãy dụng cái thân này để sửa sai. Cũng cái tâm tư duy đó, xưa mình tư duy sai, bây giờ mình tập tư duy cho đúng để mình không có lầm lỡ. Và những cái gì trước kia mình đã tạo tác, nếu cái duyên, cái quả nó đủ để trả, chúng ta vẫn phải trả. Nhưng cái trả này không khổ đau nữa, tại vì mình biết nó nhân từ đâu. Nhưng mà ngay từ bây giờ dứt nhân để quả sau nó không có. Còn cái nhân trước mình tạo, quả nó có mặt thì chúng ta phải giải quyết. Pháp Hòa ví dụ, mình nấu một món ăn, mình nấu được một nồi rồi, bây giờ mình phát hiện ra là cái món mình dùng nó không được tốt, thì thay vì mình trút vô hết là nó sẽ hư tiếp nữa, bây giờ mình dừng lại. Dừng lại để bắt đầu những cái nồi sau nó không có hư như cái nồi trước, nhưng mình sẽ tìm cách chữa những cái gì phía trước. Thậm chí chúng ta phải bỏ bớt đi cái gì đó để cái nồi này nó không đến nỗi. Nhưng cái trước đã lỡ thì phải chấp nhận, còn ngăn lại những cái sau để nó không có làm hơn nữa. Như vậy thì nhà Phật á, chỉ cho mình cái cách sám hối thiết thực là chấp nhận những cái đã làm và ngăn chừa những cái chưa làm. Thì ở đây á, cái tinh thần này á, đạo Phật gọi là tứ chánh cần. Tứ chánh cần là gì? Bốn cái siêng năng cần mẫn mà chúng ta cần có. Một, điều ác chưa sanh đừng để nó sanh. Đừng, điều ác đã sanh phải tìm cách chấm dứt. Điều thiện chưa sanh làm cho nó sanh. Điều thiện đã sanh làm cho nó tăng trưởng. Bốn điều siêng năng cần mẫn ở hai chữ thiện và ác thôi. Cái nào đã sanh tìm cách dứt,
Cái nào chưa sanh đừng để nó phát khởi. Đó là cái ác. Còn cái thiện mà chưa sanh nên sanh. Ví dụ hồi nào giờ con chưa ăn chay nên tập ăn chay. Đã ăn chay được một ngày rồi, con xin ăn thêm ngày thứ hai. Đã ăn được 4 ngày rồi, năm nay con đủ 60 tuổi rồi, con xin nguyện thêm một ngày chay. Tại vì tuổi cao thì tu phải cao. Còn không thì máu cao, đường cao. Mà con cái thấp, phong thấp và tu dởm. Cho nên cái hồi đó con chưa niệm Phật, bây giờ con niệm Phật. Ngày trước con chưa lần chuỗi niệm Phật, bây giờ con bắt đầu niệm. Ngày trước con niệm có 10 sâu, bây giờ con niệm 15 sâu. Ngày trước con chưa đi chùa, nay con đi chùa. Thì như vậy cái gì mà nó xấu, nó không có đem được cho mình cái thiện sự thì mình nên chấm dứt nó đi, để mình có thời giờ mình làm việc khác. Hồi đó đi shopping quá trời luôn, cái gì cũng mua, rồi về đầy, để đầy nhà, rồi cái chừng vài ba tháng năn nỉ cho. Chẳng những vậy còn chở tới cho nữa chứ. Năn nỉ cho nữa. Thôi bây giờ không cần phải mua nữa, mà để thì giờ tụng kinh, niệm Phật, làm việc thiện. Rồi cái tiền đó thay vì mình đi chợ mình mua một lum, thì bây giờ mình để mình làm giúp đỡ cho người nghèo, bố thí. Như vậy cái tu tập của chúng ta là ở cái chỗ này. Nó rất thiết thực phải không? Cho nên sám hối của nhà Phật đơn giản lắm. Ai có thời giờ thì hãy thực hiện lễ sám hối. Ai không có thời giờ thể hiện sám hối qua cách sống của mình. Cái cách chỉnh sửa của mình thì gọi là tích cực, thì gọi là sám hối. Người mới ăn chay chưa quen, cho nên né mấy người ăn, né mấy cái quán, tại vì mình đi ngang mình thèm. Bây giờ ăn quen rồi, thuần rồi, đi ngang không sao hết. Giống như người mới tập bỏ thuốc, không dám đứng gần mấy người hút thuốc, tại họ hút cái mình xin mình hút lại. Bây giờ mình bỏ hẳn, mình quen rồi, họ hút họ làm gì làm, mình không có sao hết. Cái đó gọi là gì? Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tội tiêu, tâm tịnh, thải điều không. Bây giờ mình mới thấy mình có trả nhân trả quả mà không có khổ đau gì hết. Cái gì nó đến biết đây, đây là cái nhân tôi tạo. Vậy thôi. Chứ giờ bây giờ mình thí dụ phát hiện ra bây giờ mình bệnh phổi là do mình hút thuốc. Thì bây giờ, nhưng mà chưa đến nỗi may là tôi bỏ nó sớm. Thì bây giờ bắt đầu lo chữa lá phổi, thanh lọc lá phổi và không hút thuốc nữa. Đó là cái cách sám hối của mình đó. Bây giờ mình trả lời câu hỏi cuối cùng nha. Kính bạch thầy, thường thì một vị giáo sư dạy học trò thì thế nào cũng có học trò trở thành giáo sư. Một vị võ sư dạy môn đệ thì sẽ có môn đệ trở thành võ sư. Tại sao Đức Phật là một vị thầy siêu việt, hàng ngàn đệ tử tu tập với ngài mà không có ai thành Phật? Ngay như các ngài A Nan Ca Diếp cũng chỉ đạt đến bậc A La Hán mà thôi. Cái này phải đi hỏi Phật. Thưa đại chúng, nó có hai cách nói. Đối với Nam truyền Phật giáo Nguyên Thủy thì các vị mới nói tu đến đạt tới A-la-hán thôi là cái quả vị cao tột. Cho nên đối với Đức Phật á, các vị cũng gọi Đức Phật là Đại A-la-hán. Nghĩa là cái quả vị cao tột là đạt đến cái chỗ vô sanh, cái chỗ ứng cúng, cái chỗ có khả năng diệt tất cả phiền não. Còn cái chữ thành Phật này á, là cái chữ ở trong kinh điển Đại Thừa. Ở kinh điển Đại Thừa đó thì nói là tu để đạt tới thành Phật, là thành bậc toàn giác. Nhưng mà trong truyền thống xưa thì các vị nói tu để đạt tới, nếu mình đạt tới quả A-la-hớn là cùng. Cho nên các vị đó gọi Đức Phật là gì? Bậc Đại A-la-hán. Do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, được chứng quả chánh biến tri, và ngài là bậc Đại A-la-hán,
còn các vị đệ tử là A-la-hán. Còn cái chữ thành Phật cũng là đó đó, nhưng mà cái chữ này bên kinh điển Đại Thừa ta dùng tu tới thành Phật. Rồi bây giờ cái thứ hai á, có ở trong Phật giáo nó có những cái trường hợp là người ta có thành đạt, người ta cũng không có khoe. Tại vì cái chỗ chứng là không có thể nói. Cái chỗ chứng giống như mình uống nước vậy đó, lạnh nóng mình tự biết chứ không thể nói với ai. Cho nên các vị có đạt được đó, các ngài cũng không có khoe khoang, mà tự mình nhìn để mình cảm nhận thôi. Quý vị hiểu ý không? Cho nên cũng là Đức Phật, nhưng mà có hai cách gọi ha. Theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy thì gọi Đức Phật là gì? Đại A-la-hán. Còn Phật giáo Đại Thừa thì gọi là một Đức Phật, một vị thành giác ngộ. Còn các vị mà tu hành thì các vị có chứng đạt thì các ngài cũng không có khoe. Cũng giống như là cái bà già mà cho một cô gái đẹp ôm một ông thầy. Bà già này nuôi một vị thầy tu thì muốn thử sức coi thầy này tu tới đâu. Cho nên một ngày nọ bà cho một cái cô đó ôm thầy, hỏi thầy coi lúc này khi con ôm thầy, thầy cảm thấy làm sao. Thì thầy mới nói tôi bây giờ tu đạt đến cái mức độ là trái tim tôi lạnh rồi. Mà giống như là một cái cây khô mà nó dựa trên một cái vách núi lạnh, không có cảm giác gì đâu. Cô là một cái hòn núi lạnh, còn tôi là một cây khô, cho nên hai người không có cảm giác gì được hết á. Thì nếu như mình nghe nói vậy là thầy này là tu quá siêu rồi chứ gì nữa. Nhưng mà đối với bà già này là ông thầy tu chưa tới, cho nên bà dừng lại cái sự trợ cấp, không có trợ cấp gì nữa hết. Thì thầy đi một thời gian thì bà thấy cũng tội thôi, bà kêu trở về, bà tiếp tục bà hộ trì cho thầy tu tiếp. Thì một ngày nọ bà thử tiếp, rồi bà co một cô gái đẹp hơn ôm thầy một lần nữa, và cũng hỏi cùng một câu hỏi là lúc này thầy cảm thấy làm sao. Thì bây giờ ông thầy ông trả lời tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Thì khi mà cái câu trả lời là tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết, thì bà già này nghe xong khoái quá, nói rằng thầy đã tu tới. Tại sao? Tới chỗ nào? Tại vì cô ôm tôi, cô cảm như thế nào cô biết, và tôi cảm như thế nào tôi biết. Bà già là người thứ ba không thể biết được cảm giác của hai người. Thì ở đây muốn nói cái chỗ tu chứng, ở đây muốn nói chỗ tu chứng là tôi chứng cái gì? Tôi tự biết. Thí dụ như cô ôm tôi, nhưng mà tôi cảm nhận là một chỉ là một người chị gái ôm mình, một bà mẹ đang ôm người con, chứ tôi không có cảm tình dục tính gì ở đây nữa hết. Cho nên tôi đạt được cái chỗ đó. Và cô ôm cái tâm cô như thế nào cô tự biết. Cho nên cái chỗ chứng ngộ của mỗi người không thể nói. Mà đã là không thể nói thì theo gió bay đi. Thì như vậy không thể diễn đạt được cái chỗ đó. Ví dụ Pháp Hòa cầm ly nước Pháp Hòa uống nè. Bây giờ Pháp Hòa cầm ly nước này mà nó nóng, nó lạnh, nó ngọt, nó đắng, hoàn toàn đại chúng không biết. Chỉ có một mình Pháp Hòa biết được ly nước này nó như thế nào thôi. Hỏi thầy chứng nước chưa? Người bác phải mời thầy chứng nước. Và để thầy chứng nước. Thầy húp vô miếng thầy chứng rồi. Chứng là mình cảm nhận được nó. Cho nên dù có đạt được cái chỗ đó cũng không thể nói. Nếu mình nói đi, một á, ta nói mình khùng, hai là ta không tin, ba là ta nói mình tu lạc, vân vân. Cho nên chưa chắc gì nói mình chứng mà người ta tin cái điều mình chứng nữa, nhất là thời buổi bây giờ, phải không? Thí dụ Pháp Hòa nói quý vị biết không, hôm qua tôi ngồi á, và tôi đã chứng đạo và tôi đã thành Phật. Thì quý vị nào mà thần tượng quá bắt đầu đưa tượng lên làm thần. Còn nếu như mà vị là nói rồi, ông này cũng tu lạc rồi, đúng không? Cho nên chỗ đó không thể nói. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng, vì thứ nhất là trời quá nóng bức, thứ hai là cũng đã chiều rồi, đại chúng suốt một ngày nay dự lễ Phật đản ở hai chùa hoặc là nhiều chùa hơn, làm chung một ngày hôm nay. Thì thưa đại chúng là mình có ba pháp từ bi, đó là chúng sanh từ bi, pháp từ bi
Và cái cuối cùng là gì? Vô duyên từ bi. Vô duyên là gì? Nghĩa là cái tâm từ bi bình đẳng, thương xót mà không cần phải đợi tới quen biết. Ví dụ như mình nghe ở đâu đó có động đất sóng thần, mình gửi tịnh tài đến mình ủng hộ đó. Đó là một hình thức vô duyên từ bi đó. Người đó không nhất thiết phải là đồng bào ruột thịt của mình. Người đó không phải cần phải là người mình quen biết, miễn người đó đang gặp khó khăn thì chúng ta không có phân biệt mà đem cái tâm gì. Chữ vô duyên đây không nghĩa là không có cần phải có một cái duyên liên hệ gì với mình, mà mình vẫn thể hiện được lòng từ bi của mình. Đó là vô duyên từ bi, nghĩa là cái tâm từ bi bình đẳng đối với tất cả mọi người, mọi việc, nếu như trong khả năng mình làm được. Và ở nơi đó, cái sự có mặt của mình, cái sự đóng góp của mình có thể giúp đỡ được người ta thì mình sẵn sàng làm việc đó. Thì quý vị nhớ, từ bi là chúng sanh từ bi. Thì bây giờ mỗi ngày mình nhìn, mình thấy xung quanh mình đều có đối tượng để mình thể hiện lòng từ hết, để thể hiện cái tâm giúp đỡ, giảm khổ cho vui. Giờ này á, người ta nóng, là làm người ta giảm nóng là mình giảm khổ. Cho mình giảm khổ rồi mình cho người ta được cái chất liệu của mát, đó là từ bi. Chúng sanh từ bi. Mà khi thấy một chúng sanh khổ thì chúng ta phải biết cái phương pháp để người đó có thể thực hiện được cái giải được bớt đi cái sầu khổ của người ta. Cho nên thấy một chúng sanh khổ là có phương pháp để giúp người đó bớt khổ. Bên cạnh đó, đối với sự vật chúng ta cũng phải thể hiện lòng từ bi. Ví dụ như mình xài xong một cái ghế, mình xếp cái ghế lại cho đàng hoàng, mình cất và không có dục quăng cái ghế đó một cách khinh suất, đó cũng là thể hiện lòng từ trên cái vật. Trên con người thì mình cũng nhẹ nhàng, đúng không? Ví dụ như một người lớn tuổi mà mình dẫn người đó đi, chứ mình lôi người đó đi là mình người ta té. Rồi người ta đang yếu bệnh mà mình nóng nảy, mình xách giật người ta, đó là không thể hiện. Cho nên mình gặp một người đó, mình nhìn được cái tướng của họ, mình đoán được cái sức khỏe của họ, thì mình lại đỡ lấy cái tay mình nâng đỡ, dắt dìu một cách nào đó mà phù hợp với sức khỏe, tuổi tác của người đó. Đó là đối với chúng sanh. Nhưng mà đối với vật á, thì chúng ta cũng phải thể hiện như vậy. Đối với vật cũng phải thể hiện như vậy. Thí dụ như là mình có một cái ghế, mình đi vô mình đóng một chiếc xe, đóng cửa chiếc xe cũng phải đóng nhẹ tay, đóng cánh cửa cũng đóng nhẹ tay, để một cái ly, cái chén xuống cũng nhẹ tay. Vì cái này là một cái pháp mà mình thể hiện cái lòng từ của mình đối với tất cả sự vật. Bởi vì nếu mình giữ được như vậy thì mình sẽ xài được nó lâu hơn. Còn mình khinh suất nó thì nó dễ bể, dễ hư, thì mình khó mà xài được. Đó, thì hôm nay trước hết là thăm chùa từ bi, Pháp Hòa muốn giải thích thêm, nếu nói từ bi thì mình thể hiện như thế nào để việc từ bi đó nó gần gũi, nó thiết thực mà tất cả chúng ta đều có thể ứng dụng được. Đại chúng nhớ ba chữ đó chưa? Chúng sanh từ bi, pháp từ bi và vô duyên từ bi. Đối với người thì chúng ta nhìn rõ thấy biết để chúng ta thể hiện lòng từ. Đối với vật việc, với chúng sanh nào cần cái gì, mình đem cái pháp đó mình ứng dụng cho nó đúng. Ví dụ hiện tại bây giờ mình chỉ cần làm sao cho nó mát thôi, thì mình phải có một phương pháp. Hay là đối với một người bệnh, mình hiểu được căn bệnh của người ta để mình có thể đem cái pháp đó mà mình giúp cho người ta. Cho nên á, ở trong kinh Phật á, mình cái ngày lễ Phật đản đó, mình hay có cái bài nguyện đó: nay chính là ngày Thế Tôn giáng thế, đem pháp lành giáo hóa chúng sanh. Tại vì chúng sanh có những căn bệnh khác nhau thì Phật pháp sẽ có mỗi pháp lành khác nhau. Nói một cách đơn giản là chúng sanh bệnh gì thì mình sẽ có thuốc nấy. Vì thuốc là pháp, mà đã thương chúng sanh thì phải hiểu được cái khó khăn của chúng sanh để mình có thể đem được cái pháp đúng để cho chúng sanh ứng dụng được. Người ta đang đói bụng mà mình không có cho người ta ăn mà cứ ngồi nói pháp miết, thì nói pháp đâu có sai, phải không? Như vậy mình nói đúng cái lý, nhưng mà giờ cái căn cơ và cái hoàn cảnh, cái hoàn cảnh đó không phải nói pháp, mà người ta đang đói bụng. Người ta đau đói bụng thì mình phải cho người ta ăn. Cho nên
người ta no rồi á, thì mình muốn nói gì người ta cũng nghe được. Mà không có, người ta đang đói bụng, người ta đang khó chịu, mà mình cứ ngồi mình nói pháp thì không phải là phương pháp. Cho nên đại chúng nhớ, pháp này có thể ứng dụng trên chúng sanh, và pháp này cũng là một cái pháp để chúng ta đối xử với nó. Với người chúng ta biết cách, với vật chúng ta biết cách. Đối với người chúng ta biết cách nào để thể hiện lòng từ. Ví dụ bới cơm cho một người lớn tuổi ăn, bới cơm cho một người thanh niên ăn, hai cái bớt nó khác à. Một người lớn tuổi mình làm một cái tô quá ể sao ta ăn. Rồi ăn đi, là ăn cho khỏe. Cái này ăn vô bệnh. Mà chẳng những nếu người ta ăn không hết, người ta bỏ phí thì mình lại la người ta. Cho nên bới thức ăn cho người già, chúng ta cũng phải biết được tuổi tác để chúng ta lấy thức ăn phần như thế nào và món gì người lớn tuổi có thể ăn được. Còn người thanh niên ăn khỏe như thế nào, chúng ta có thể lấy cái phần nhiều và những gì người thanh niên có thể ăn được. Như vậy lòng từ bi là đúng, không sai. Nhưng chúng ta cần có phương pháp đối với chúng sanh. Và khi sự việc chúng ta ứng dụng việc đó, chúng ta cũng biết cách để chúng ta không làm cho cái pháp đó tổn giảm, làm cho chúng sanh kia tổn giảm. Mà có từ bi như vậy thì chúng ta thật sự là người đại từ đại bi, vì chúng ta đã thể hiện được cái lòng từ mình đúng cách ở trên con người và sự việc. Đó là ba ý nghĩa của chữ từ bi mà Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng, để làm sao chúng ta ứng dụng được cái từ bi đó thiết thực ngay trong đời sống của chúng ta. Ở trong này có một câu tiếng Anh: What is the benefit of following the five precepts? First of all, I would like to inform the word precept. You also can understand as a mindfulness trainings. In Buddhist practice, when you try to do something, when you try to avoid something, not because you try to forcing yourself, but you try to show your loving kindness, you try to protect the life, you try to bring happiness to others, that's why you avoid to do something. It's very different. Do not think that when you do this, the Buddha will bless you, the Buddha will give you something because you have done something for the Buddha. But these are the things that the Buddha encouraged us to practice in order. In order to show our loving kindness. For example, you are aware of the suffering caused by destruction of life. So I vow to cultivate my loving kindness, not to kill, not to damage any other's life. Why? Because we are aware of the suffering caused by killing, and we learn to protect the life of others. So what is the benefit here? We protect the life of others. We understand the suffering if we do not practice this. So we learn not to steal because we understand it's unfair. And we understand the suffering if somebody losing something. So that means every single precepts, every single trainings that we practice, not because we forcing ourselves, we try to make ourselves unpleasure, or we try to do this in order to gain the credit from the Buddha. But these are the things that we practice in order to bring true happiness, true love. When you say loving kindness, how can we offer this love into life, into our loved one? Because Buddhism talking about compassion, and this is the compassionate temple. The name of this temple is compassionate. So we can show our loving kindness, our compassionate, by practicing some of the things that we're able to do. So we protect the family, the happiness, and the life of others. When you love your lung, do you love your lung? That's why we're not smoking. We do not smoke
Because to show the loving kindness to ourselves, to our lung. So the more you smoke, the more you damage your lung. The more you smoke, the more you drink, the more you damage your liver. So you do not drink just because you want to protect your liver, your kidney, your lung. You do not engage any sexual misconduct because you want to protect the happiness of yourself and your loved one. So keep in mind, we are the students of the Buddha. We are taking the ceremony called Wi Yi, taking refuge ceremony, in order to show our compassionate to life, to others, by practicing some of the mindfulness trainings. So we are aware of the suffering caused by this. That's why I will not do this. I will not do it. I'm not forcing myself. I just protect myself and protect the others. So this is the benefit. The more you do, the more you bring happiness to your loved one. Kính Thầy, con không phải là Phật tử, nhưng con thích nghe Pháp. Con xin hỏi kinh kệ là gì, khác nhau thế nào? Kệ là cái chỗ bên đựng, kinh là quyển sách. Quyển sách để trên kệ kêu kinh kệ, hay đọc ngược lại kệ kinh. Thưa đại chúng, trong kinh Phật á, kinh Phật có chia làm 12 thể loại. Kinh Phật có chia làm 12 thể loại. Những lời kinh nào mà cái văn nó dài, thí dụ nè, tôi nghe như vậy: một thuở nọ Đức Phật ở tại vườn Xá Vệ, tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây của Thái tử Kỳ Đà. Lúc bấy giờ có 1250 vị tỳ kheo cùng với các vị Bồ Tát câu hỏi. Trong chúng có gì nói những cái lời văn như vậy đó, thì cái lời văn đó gọi là trường hàn. Văn trường hàn tức là cái văn nó dài. Rồi xong rồi ta nói, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tóm lại cái ý ở trên mà nói kệ rằng, bắt đầu ra thành 4 chữ: Thế Tôn đủ tướng tốt, nay con lại hỏi rằng, Bồ Tát kia vì sao tên là Quán Thế Âm? Phật đáp vô tận ý, Phật trả lời vô tận ý. Vì hạnh nguyện Quan Âm, lòng thể sâu như biển. Nói cái loại thể văn chỉ 5 chữ, 4 chữ, ngắn gọn, gom thành những cái câu như vậy gọi là kệ. Như vậy thì trường hàng, rồi có những cái loại kệ tụng. Thí dụ như Kinh Pháp Cú là một hình thức kệ tụng đó. Kệ đó: vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp ôi vui thay, hạnh phúc thay Đức Phật ra đời, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Mỗi hình thức đó gọi là kệ. Còn cái chữ kinh á, và những cái loại kinh mà Đức Phật chia 12 thể loại như vậy đó, rồi có khi là thí dụ, đưa ra những cái ví dụ cho mình dễ hiểu đó. 12 thể loại. Còn cái chữ kinh là mình nói gọn, nói cho đủ là hai chữ khế kinh. Chữ kinh nói đủ phải hai chữ khế kinh. Vì chữ kinh là gì? Kinh là kết lại, và kết lại chứa đựng những lời Phật. Mà những lời Phật này, những lời dạy này có mang hai ý nghĩa: một là khế lý, hai là khế cơ. Khế lý là hợp với chân lý, khế cơ là hợp với căn cơ. Nếu mình nói cái điều gì đó rất đúng chân lý, nhưng mà người ta nghe người ta không có hiểu, như vậy là hợp lý nhưng mà không có hợp, không hợp cơ. Tại người ta đâu có hiểu mình nói gì, vì cái trình độ căn cơ người ta chưa đạt được cái chỗ đó. Cũng giống như một đứa học trò mới lớp 5 mà mình đem toán lớp 10 ra mình nói, vì mình ngồi giải thích đúng hết, nhưng mà nó ngồi nó nghe nó không hiểu gì hết. Tại vì mình nói đúng lý nhưng mà không đúng cơ. Mà không đúng cơ thì đúng lý chưa? Chưa. Cho nên nói cái gì hợp với chân lý,
nhưng mà cũng phải hợp với người nghe, thì cái đó gọi là kinh. Cái đó là mình giải thích gọn đó. Còn nếu mà nói cái nghĩa sâu nữa thì chữ kinh có 5 nghĩa. Chữ kinh có 5 nghĩa: kết mang nè, tuyền dũng nè. Cho nên đó là làm sao mà mình nói tóm lại là kinh là gom tụ những lời của Phật dạy, và những lời đó phù hợp với chân lý và hợp với mỗi căn cơ của người nghe thì gọi là kinh. Và những lời kinh đó có đủ khả năng, những lời kinh đó đủ khả năng để làm cho người khác hết khổ, làm cho người đó tiêu trừ đi những cái khổ đau trong lòng, thì cái kinh đó gọi là tuyền dũng. Dũng là mạnh, dũng là sức mạnh, tuyền là dòng suối. Cái sức mạnh của dòng suối đủ khả năng tẩy trừ những cái khổ đau trong lòng. Ví dụ hôm nào mình buồn, mình khổ, mình lên chánh điện mình đọc một thời kinh. Đọc xong thời kinh thì mình lại được cái gì? Nhẹ nhàng trong lòng. Mà khi mà nhẹ nhàng được trong lòng thì lời kinh đó có đủ công năng tiêu hóa, tiêu trừ những khổ đau trong lòng của mình. Đó gọi là tuyền dũng. Rồi bây giờ quý vị đọc á, kinh này quý vị hiểu một chút, kinh kia mình hiểu một chút, mình gom tất cả những lời kinh đó để mình ứng dụng trong cuộc sống. Chẳng khác nào mình lấy một cái, từng cái hoa mình kết lại để mình mang trong lòng mình một cái dòng hoa gọi là kết mang. Kết mang là mình kết lại một vòng hoa, thì lời Phật dạy mình thu gom lại, thành ra được một cái đời sống tu tập của chúng ta. Cho nên chữ kinh là chứa đựng những lời Phật, còn kệ là cũng là kinh, nhưng mà ở một hình thức câu cú dễ đọc, dễ nhớ. Cũng giống như trong Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Hoa có một hình thức là tụng mấy cái bài sám vậy đó. Ví dụ như hồi sáng mình tụng cái bài đệ tử hôm nay gặp ngày khánh đản vậy đó. Đó là một bài kệ tụng dài, bốn chữ: đệ tử hôm nay gặp ngày khánh đản, một dạ vui mừng, cúi đầu đảnh lễ mười phương tam thế, Phật pháp thánh hiền gì đó, thấy không? Thì cái một loại tụng như vậy đó, và nó hình thức ở một cái bốn chữ gọi là kệ tụng, mà nó có khả năng ngắn gọn, tụng dễ nhớ, dễ hiểu. Cho nên tất cả đều là lời Phật dạy, nhưng ở mỗi hình thức khác nhau. Kệ tụng cũng có, bằng thơ cũng có. Ở đây có ai tụng kinh Vu Lan Bồn không? Mùa Vu Lan á: một thuở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thụ viên trung. Phải không? Mục Liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Thật ra đó là kinh Trường Hàng, nhưng mà các ngài dịch lại và diễn đạt thành một hình thức thơ để chúng ta dễ tụng. Vậy thì quý vị hiểu được kinh và kệ không? Kinh là lời Phật dạy, còn kệ là một hình thức diễn đạt kinh qua cái câu cú để mình dễ nhớ, dễ đọc, dễ hiểu thôi. Bạch Thầy, thời mạt pháp tuổi thọ con người giảm và không còn niềm tin Phật pháp, con thấy không phù hợp vì con người tuổi thọ tăng cao hơn. Vậy thời mạt pháp đúng không? Thưa đại chúng, trong Phật pháp á, có chia ra làm 3 thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Bây giờ mình chỉ nói sơ chánh pháp, gọi là thiền định kiên cố, tức là thời đó con người ít những cái vật dụng xung quanh, dễ tu dễ chứng, mà đặc biệt là gần Phật, cho nên những gì cần thắc mắc thì có Phật để mà giải tỏa, cho nên gọi là chánh pháp. Tượng pháp, chữ tượng nghĩa là na ná, tương tượng, tương tự, nghĩa là người xưa dịch là
chùa tháp kiên cố. Tức là khi thời tượng pháp thì nhiều chùa tháp to lớn, nhưng sự tu nó thiếu, gọi là tượng pháp. Mạt pháp gọi là kiếp giảm. Dạ thưa, câu hỏi này nói là nếu mà nói là mạt pháp á, là niềm không còn niềm tin Phật pháp, con người tuổi thọ giảm, thì vị này nói không đúng. Đang thấy con người tăng tuổi thọ, quý vị nghĩ có tăng không? Có không? Được mấy người? Sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng năng phùng bá tuế nhân. Trên núi cao tự có cây ngàn tuổi, dưới trần mấy kẻ được trăm năm. Con người mình bây giờ mà sống tới ba số là hiếm à, đa số là hai. 99 cũng mới có hai số à, phải lên trăm mới kêu ba số, nhưng mà hiếm lắm. Ở trên núi cao tự có cây ngàn tuổi, nhưng dưới trần mấy kẻ được trăm năm. Ngàn với trăm nó khác, kiếm trăm là hiếm rồi. Hồi sáng này có một vị Phật tử tới chúc Pháp Hòa, nói chúc thầy sống lâu trăm tuổi. Thầy kế bên thầy trả lời liền, thầy nói vậy thầy sắp đi rồi đó. Tại năm nay thầy cũng 50 rồi. Bất quá sống thêm 50 năm nữa thôi. Thưa đại chúng, chữ mạt pháp á, nói về kiếp giảm thì nó nhiều thứ giảm. Không phải chỉ giảm thọ, mà nó giảm niềm tin. Mà thế nào mà Phật pháp bị giảm? Khi người con Phật không còn hiểu Phật pháp một cách chân chánh, chừng đó mạt. Ngày nào chúng ta còn chịu khó học Phật pháp thì chừng đó chưa mạt. Bởi vì trong kinh, ngài trong kinh luận á, Tổ Thiện Đạo có nói tới 5 điều mà làm cho Phật pháp chưa bị mạt. Một là khi nào chúng ta còn gọi là tôn trọng chánh giáo. Mình còn tôn trọng chánh giáo không? Còn. Tôn trọng chánh giáo nghĩa là nếu người con Phật, người Phật tử, hay nói khác đi, cõi đời này chưa đến nổi gọi là vô đạo đức, hay là không còn niềm tin, nếu con người còn tôn trọng chân lý, tôn trọng lý lẽ để sống, tôn trọng sự thật. Nếu ngày nào mà tôn trọng chánh giáo, nếu nói theo Phật pháp thì người Phật tử còn tôn trọng chánh giáo thì pháp chưa mạt. Còn nói rộng ra, ngày nào xã hội con người còn biết tôn trọng sự thật, tôn trọng đạo lý, tìm học đạo lý thì pháp chưa có mạt. Điều thứ hai, chỉ tức sân ác. Thế nào gọi là chỉ tức sân ác? Chữ chỉ là dừng, chữ tức là dứt, sân là hận giận tức, còn ác là cái cực kỳ xấu xa. Như vậy, ngày nào con người chúng ta còn biết dừng cái xấu, dừng cái sân, dừng cái ác, dứt cái sân, dứt cái ác thì chánh pháp chưa đến nỗi mạt. Thôi bây giờ nói gần chút nha. Phật tử còn đi chùa với nhau, còn học pháp hàng tuần, chùa đó chưa mạt. Huynh đệ đi chùa với nhau, giảm sân si với nhau, giảm hờn giận ganh tức với nhau, chùa đó chưa mạt. Mình nói gần thôi. Rồi gia đình nào mà còn biết nhẫn nại nhau, dứt cái sân hận với nhau, đình chỉ cái đối xử xấu với nhau, nhà đó chưa đến nỗi mạt. Như vậy mạt ở đây không có phải là mình nói hiện tượng, mà phải nói tới cái sự thực tập. Nếu ngày nào chúng ta còn thực tập cái đó chưa mạt. Ngày nào đại chúng còn đi nghe pháp, em chưa mất job.
Còn khi nào đại chúng không còn nghe nữa, em về Hu Non. Vậy quý vị hiểu được chỗ đó chưa? Điều thứ ba, điều thứ ba làm cho chánh pháp chưa mạt, đó là gì? Đó là tôn kính sự thượng tòa. Kính sự thượng tòa là gì? Mình còn tôn trọng lẫn nhau. Người nhỏ biết kính người lớn, con biết kính cha mẹ, đệ tử biết tôn trọng thầy, người nhỏ biết kính người lớn, chưa mạt. Cho nên thí dụ như trong nhà mà lúc nào, xin lỗi, khi vợ chồng cái ngày đầu tiên gặp nhau là gì nè? Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, xoay mặt lại phu thê giao bái, lễ thành. Người Việt gọi là gì? Tương kính như tân. Chồng vợ mình phải tương quý, tương kính nhau, quý trọng nhau như người khách. Chính vì mình kính trọng như người khách cho nên mình không có nói lời thô khi giận, không có chửi cha mắng mẹ của người đó, không có kêu mày tao mắng giết người đó, dù mình có giận 9 xe 10 vàng. Ngày nào mình còn tôn trọng cái đó, nhà đó chưa mạt, tình cảm vợ chồng đó chưa mạt. Giận lắm là ông với tôi, còn không nói nữa du với mi. Chứ còn không có mày tao. Vợ chồng mà lúc bình thường thương nhau là anh em ngọt xớt, tới hồi giận nhau mình nói lời thô, tới hồi mà quề lại ốt dột lắm. Biết ốt dột lắm. Khi nào mình còn chưa có tiện rồi là nhớ khi xưa gặp nhau chung một đường kẻ trước người sau. Đó là điều thứ ba mạt pháp chưa có, gọi là gì? Kính sự thượng tòa. Điều thứ tư, ái lạc chánh pháp. Chữ ái là thích, thương, lạc là vui. Ngày nào có người chúng ta còn biết yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng chánh pháp, yêu chuộng lẽ thật, ưa chuộng đạo lý thì chưa đến nỗi. Có nhiều khi người ta mới bắt đầu, người ta nói một hai câu, thôi thôi được rồi, nói nhiều quá giải đời hoài à. Chừng 2-3 lần thôi cái người đó người ta mất hứng, người ta không muốn nói nữa, cái cuối cùng không ai dạy mình nữa, không ai chỉ dẫn cho mình. Có nhiều khi ta mới vừa nói cái biết rồi, tôi biết rồi, tới hồi đụng tới không có gì để biết. Cho nên rốt cuộc á, cái gì cũng biết, gọi là biết hết á, mà đụng chuyện thì hết biết. Ái lạc chánh pháp. Điều thứ năm là thiện hối sơ tập. Chữ thiện là khéo, chữ hối là dạy, giáo hóa. Sơ tập là những người còn sơ cơ. Thí dụ trong chùa, những người mới biết đi chùa, mới tu tập, chúng ta gọi là sơ phát tâm. Phật tử sơ phát tâm. Phật tử nào đi chùa lâu năm rồi là Phật tử bất thối chuyển. Lâu năm rồi, rành rỏi rồi, không có thay đổi. Ai nói ngửa nói ngang, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Cho nên khi nào mà người lớn còn lân mẫn tới người nhỏ, chỉ dẫn cho người nhỏ từng bước một, thì mạt pháp sao có được. Mình còn dạy dỗ cho nhau. Pháp Hòa ví dụ, cha mẹ không bao giờ bỏ cho con mình tự do, lúc nào cũng dạy hết đó. Lúc nào cũng dạy dỗ con cái mình từ ly từng tí. Nhưng mà mình phải khéo, khéo dạy, khéo léo làm sao để cho con cái mình tiếp nhận được lời hướng dẫn đó. Ở trong chùa cũng vậy, người lâu năm khéo chỉ dẫn người mới tới.
Người mới tới chịu khó học tập, không chống trái, không ghét bỏ người đó. Cho nên mình hay nói dạy con từ thở còn thơ. Còn câu kia để quý vị nói. Em nói câu đầu. Nói câu thứ hai nói sao thầy rành vậy. Đó là năm điều mà Ngài Thiện Đạo dạy. Mạt pháp chưa đến nỗi. Pháp Hòa xin nói lại ha. Thứ nhất là tôn trọng chánh giáo, chỉ tức sân ác, kính trọng thượng tòa, ái lạc chánh pháp, thiện hối sơ tập. Nếu mà ngày nào chúng ta còn năm cái này, mạt pháp chưa đến nỗi. Một ngôi chùa, một ngôi nhà nào mà còn dẫn giảng cho nhau, chỉ dạy cho nhau thì chỗ đó chưa đến nỗi. Như vậy mạt pháp khi nào chúng ta làm ngược lại năm cái này. Thí dụ ngày hôm nay mình sống trong thời dễ mạt, nhưng mà nếu chúng ta ý chí vững chãi, tinh tấn, kiên trì, làm sao mạt được. Mà nếu có mạt là tại chúng ta hiểu không tới, không thấu, thì chúng ta làm không đúng. Ví dụ nè, Phật tử chụp hình mà sợ chụp ba, cái này chánh pháp mạt rồi đó. Tại vì không có cái trường hợp sợ chụp ba người. Chụp cái ba người không chịu, nhất định phải lôi người thứ tư vô. Mà nếu mà cái người thứ tư họ không chịu, tại vì sao biết không? Chị nói chụp ba là tam tai, cộng tôi vô thành tứ quái. À bây giờ bốn không chịu phải không? Lôi người thứ năm vô, người thứ năm chịu nó ngũ quỷ. Người thứ năm không chịu, kéo người thứ sáu vô, người thứ sáu nhất định sẽ từ chối lục tặc. Người thứ sáu không chịu, kéo người thứ bảy vô, người thứ bảy sẽ từ chối, nói gì thất tình. Trời đất ơi, trong Phật pháp hàng hà sa số pháp số, sao mình không nói sợ chụp ba? Không sợ. Nếu chụp một nhất thừa, chụp hai nhị đế dung thông, chụp ba tam bảo, tam tôn, Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Đứng hoài, mình chụp hoài, mình chết ba người kia vẫn đứng đó. Sao sợ chụp ba? Chụp bốn tứ diệu đế, tứ vô lượng tâm, được không? À, chụp năm ngũ giới, ngũ thường, ngũ trí, ngũ ly bì. Phật tử mà nắm được Phật pháp rồi, nói cái gì tôi cũng có cách nói hết. Anh nói kiểu nào tôi nói cũng được hết. Pháp tôi đâu có mạt, trong tôi đầy ấp pháp. Anh nói pháp nào ra tôi cũng có pháp đó thôi. Phật được gọi là đấng pháp vương. Quý vị hiểu chữ pháp vương không? Pháp vương là gì? Là ông vua pháp. Tại sao gọi là pháp vương? Thế gian có pháp gì, Phật pháp có đó, pháp đó để độ. Thưa thầy, con tham quá, thầy có pháp nào chỉ con? Tham là một pháp. Bố thí đi, bớt tham. Sống biết đủ đi, bớt tham. Đó là pháp đối lại cái tham. Thưa thầy, con sân quá, quán vô thường đi, sống nay chết mai, giận chi chống già, buồn nhau để chi, giận chi chống già, cười lên đi, niềm sân si. Trong phút giây tan biến rồi, tâm giờ đây đã lặng rồi, ta cười tươi, ôi thật vui. Pháp vương là vậy đó. Thế gian có pháp gì, mình có pháp đó. Thế gian có món ăn nào, thức ăn chay có món đó, đúng không? À, nhưng mà mình kêu, thí dụ như người ta có bún bò Huế, mình kêu bún Huế thôi.
Không có món gì không có. Đức Phật được gọi là Pháp Vương. Vì thế gian có những cái pháp bất thiện, Phật Pháp có cái pháp thiện để chuyển hóa. Người ta có bệnh gì, Phật Pháp có thuốc nấy. Cho nên chúng ta thường gọi chúng sanh đa bệnh, Phật Pháp đa phương. Cho nên ngày nào chúng ta còn hiểu chánh pháp, hành chánh pháp, nói chánh pháp, không có mạt pháp, không có mắc cái gì phải sợ chục, hai chục, ba chục, bốn đã. Trời đất ơi, đi đám cưới mà đếm nha, sanh, lão, bệnh, tử. Sanh, lão, bệnh, tử, ba đứa bỏ ra, thằng con mình nó lựa ông bầy bạn, nó tới bưng mâm, nó để má ra đếm con. Đứa đầu là sanh, dữ, bệnh, tử, bỏ ra. Lát nó nói vậy ai bưng. Bởi vì tứ sanh lão bệnh tử, giữ cái đứa sanh à, bỏ chữ lão, bỏ đứa bệnh, bỏ đứa tử, mà nó bưng có 10 quả à. Quý vị hiểu ý là nó Phật tử không có cái chuyện đó. Thắp cây nhang mà nó công trội linh quá, làm như Phật rảnh lắm vậy đó. Phật ngồi, Phật ngồi đó nghe mình than xong cho nhang công. Mình muốn nói Phật linh cứ linh, mà Phật tôi không biết mấy vụ này. Cho nên mình là Phật tử, thí dụ thôi, thí dụ bây giờ mình thắp cây hương mà có cái hiện tượng gì, tự tâm biết thôi, đừng quảng cáo, tại cái đó không phải là cái mục đích của đạo Phật. Mục đích đạo Phật không phải nói nhan công nhan thẳng. Mục đích của đạo Phật là làm sao tâm tư mình được giải thoát những cái chấp trước của thế gian, sống cuộc đời an lạc ngay trong kiếp này, sống an lạc, chết sẽ an lạc. Cho nên niết bàn sẽ có nếu đời sống chúng ta bỏ được những cái chấp trước đó. Vậy bây giờ quý vị hiểu được chữ mạt pháp không? Mạt pháp không mạt nếu chúng ta hiểu chánh pháp.